Minh Luân mang cả di ảnh của cố nghệ sĩ Anh Vũ đến các sân khấu tại Mỹ. Hành động này của nam diễn viên như phần nào để cố nghệ sĩ có dịp cùng gặp gỡ đồng nghiệp sống trong ánh đèn sân khấu. Dù nam nghệ sĩ hài đã qua đời vài tháng, nhưng đồng nghiệp vẫn không thể nào quên được hình bóng của anh. Mới đây nhất trên trang cá nhân, nam diễn viên Minh Luân vừa chia sẻ hình ảnh của mình cùng với các nghệ sĩ khác trong hậu trường sân khấu hải ngoại. Được biết, anh đã lên đường đi lưu diễn tại Mỹ trước dịp giỗ tổ ngành sân khấu. Mỗi năm, mọi người đều dành thời gian đến những địa điểm biểu diễn nghệ thuật xa xứ để đem niềm vui, sự giải trí cho kiều bào. Không chỉ có Minh Luân mà Vân Trang cũng tham gia vào chuyến lưu diễn này. Tuy nhiên, một điều khiến khán giả chú ý nhất chính là bức ảnh chụp bàn thờ đằng sau cánh gà. Cụ thể, di ảnh của anh Vũ cũng được đặt tại đây. Được biết, nam diễn viên đã mang theo bên mình và cùng đưa đàn anh đến mọi nơi như cách cho cố nghệ sĩ được gặp gỡ đồng nghiệp, xem các anh chị em biểu diễn phục vụ khán giả. Vào tháng 4 vừa qua, anh Vũ cũng mất đột ngột khi đang đi diễn ở Mỹ. Nhìn khoảnh khắc này, mọi người không thể giấu được sự xúc động. Các nghệ sĩ chụp ảnh kỷ niệm cùng nhau trước khi ra sân khấu. Không chỉ đặt di ảnh trong hậu trường mà Minh Luân còn mang anh Vũ đi đến buổi lễ giỗ tổ ngành sân khấu được tổ chức ở hải ngoại trong vài ngày trước. Dù anh đã mất nhưng hình ảnh của anh vẫn giữ được vị trí đặc biệt trong lòng đồng nghiệp. Anh ở bất cứ đâu đi chăng nữa thì cũng được đàn em mang di ảnh đi cùng các sự kiện đặc biệt. Nghệ sĩ Anh Vũ qua đời vào ngày 1 tháng 4 tại Mỹ trong chuyến đi lưu diễn. Hiện tại nguyên nhân cái chết vẫn chưa được cơ quan chức năng tiết lộ. Thời điểm ấy, Hồng Vân, Minh Nhí và các nghệ sĩ đã kêu gọi quyên góp để thi thể của nam diễn viên hài được đưa về quê nhà mai táng. Đến nay, mọi người vẫn xúc động và tiếc nuối trước sự ra đi đột ngột này.